Chiều qua, đỉnh triều cường đã đạt 1,58m tại trạm Phú An và 1,6m tại trạm Nhà Bè, khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh bị ngập nước. Do ảnh hưởng gió mùa đông bắc đẩy nước từ các cửa sông vào bên trong đất liền khiến triều cường cao. Dự báo hôm nay ngày 28 tháng 10, đỉnh triều đạt 1,68m tại trạm Phú An và 1,7m tại trạm Nhà Bè trong khoảng thời gian từ 16 giờ đến 16 giờ 30 phút. Ngày 29 tháng 10, tại cả hai trạm đo đều đạt từ 1,7m trở lên. Cụ thể tại trạm Phú An là 1,7m, trạm Nhà Bè là 1,72m. Cơ quan chức năng cảnh báo đỉnh triều cường vượt 1,7m gây ngập ít nhất tại 11 tuyến đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, quận 7, Phú Định, quận 8, Hồ Ngọc Lãm, quận 8, quận Bình Tân, Nguyễn Văn Hưởng, quận 2, quốc lộ 50, đường Chánh Hưng nối dài, quốc lộ 1, huyện Bình Chánh và đường Bình Quế, Bình Lợi, quận Bình Thạnh.